Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của MMO Official. Và hôm nay thì mình xin được giới thiệu cho bạn một trang web giúp bạn có thể kiếm tiền online hoàn toàn miễn phí. Và nó cũng là một con web live TikTok mà thôi. Và nếu như mà bạn là một người thường xuyên xem video của mình thì mình cũng có một lời khuyên dành cho tất cả các bạn khi mà tham gia được những cái app live TikTok. Đó là chúng ta sẽ không nạp tiền vào những app như thế này nhá, mà chúng ta chỉ chơi free mà thôi. Thì con Share Center này cũng thế. Đầu tiên bạn cần phải tạo cho mình một cái tài khoản đã này. Mình sẽ để mã giới thiệu cũng như là link đăng ký dưới phần mô tả của video này. Ok, đây là phần đăng ký của con app Share Center. Đầu tiên hãy nhập cho mình là cái số điện thoại của bạn này. Tiếp theo là vui lòng nhập mã xác minh nhá. Bạn ấn vào là nhận SMS mã thì nó sẽ gửi cho bạn một cái tin nhắn này. Sau đó bạn sẽ nhập cái mã SMS của bạn vào cái dòng thứ hai này nhá. Tiếp theo sẽ là phần nhập mật khẩu này, nhập lại mật khẩu này, rồi là chọn giới tính. Nếu như bạn là nam hãy chọn là nam, và là nữ thì hãy tích vào ô nữ nhá. Rồi chọn cho mình là phần đăng ký ngay này. Ok, thì bây giờ là đến phần làm nhiệm vụ này. Hãy chọn cho mình là phần YouTube ở đây nhá. Chọn cho mình là hội viên này. Một ngày bạn có thể làm cho mình là 3 nhiệm vụ nhá. Đó, ở đây thì một ngày bạn chỉ làm cho mình được 6.000 mà thôi. Hãy gửi cho mình 3 ảnh bất kỳ, ảnh nào cũng được. Rồi thì mình đã thành xong nhiệm vụ của con app Share Center trong ngày hôm nay và mình sẽ nhận được 6.000 trong một lát nữa thôi. Tiếp theo sẽ là phần personal này. Đây sẽ là phần thông tin cá nhân của bạn nhé. Bạn cần cập nhật cho mình là cái thẻ ngân hàng của bạn này, điền tên thật của bạn. Thì hãy ghi cho mình là họ tên, viết hoa không dấu nhé. Rồi chọn cho mình là phần gửi này. Đó, tiếp theo ở cái phần này hãy chọn cho mình là nhập số tài khoản ngân hàng của bạn này. Rồi sau khi bạn đã chọn xong, hãy chọn cho mình là phần cập nhật thẻ ngân hàng nhé. Về cái min rút của con app này thì bạn có thể rút free con app này là 100k nhé. Rồi hãy nhập mật khẩu quỹ này, sau đó chọn gửi đi là bạn sẽ tạo được một đơn rút tiền thành công này. Rồi ok, nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng comment dưới video này, mình sẽ trả lời bạn một cách nhanh nhất nhé. Bây giờ thì mình xin kết thúc video tại đây. Nếu như bạn thấy video của mình hay và hữu ích cho các bạn thì bạn có thể like và subscribe kênh YouTube của mình nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.